diệt khuẩn khác cơ chế thì phối hợp rất là tốt chứ. Và mình còn thắc mắc gì nữa không đó chị? Mình còn thắc mắc gì về bài này nữa không? Không, bây giờ mình qua kháng sinh cycling nha. Rồi, thì cái kháng sinh cycling á, cái kháng sinh đầu tiên được tìm ra của nhóm này là clotetracycline và nó được phát hiện vào năm 1947 á, và nó sẽ được phân lập từ cái nấm là streptomyces nha. Streptomyces aureofaciens có trong đất của cái vùng Missouri, cái vùng mà Missouri á mấy chị nha. Đó đó là cái kháng sinh nhóm cyclin. Và tại sao cái kháng sinh này nữa nó còn một cái tên gọi khác là kháng sinh của nhóm tetracycline nha. Thì mình nhìn vào trong cấu trúc này. Cái tên này nó bắt nguồn từ cái cấu trúc nha. Là mấy anh chị nhìn thấy cái cấu trúc của nó là bao gồm bốn vòng ngưng tụ với nhau nha. Bốn vòng, bốn thì nó sẽ lấy tên bốn cái vòng ngưng tụ với nhau thì nó sẽ có cái tên tiếng Hy Lạp là gì, dựa vào cái, xin lỗi mấy chị, từ cái tiếng Latin á là cái gì, là bốn là tetra nha, rồi vòng là cyclin. Vậy thì kháng sinh này là bốn vòng ngưng tụ thì người ta ghép lại người ta gọi nó là kháng sinh nhóm tetracycline. Rồi, và trong cái kháng sinh nhóm này á thì bây giờ này, với cấu trúc là bốn vòng ngưng tụ với nhau thì nó sẽ có những cái tính chất gì nha. Đầu tiên mình thấy cấu trúc là bốn vòng ngưng tụ với nhau thì cấu trúc cứng nhắc cồng kềnh. Cứng nhắc cồng kềnh thì sao, thì chắc chắn nó sẽ có khả năng phát huỳnh quang. Đó là cái tính chất thứ nhất của nó, là khả năng phát huỳnh quang do cấu trúc cứng nhắc cồng kềnh. Cấu trúc cứng nhắc cồng kềnh, chưa kể là còn gì nữa, còn có các cái nối đôi liên hợp này anh chị đó, còn có các cái nối đôi liên hợp nên chắc chắn nó sẽ phát huỳnh quang. Đây là tính chất thứ nhất. Rồi cái thứ hai á nha, cái thứ hai là gì, là cấu trúc của nó là vòng, trên đó nó có nối đôi nên là nó sẽ có khả năng hấp thu UV. Đó là cái tính chất thứ hai. Cái tính chất thứ ba này, anh chị nhìn thấy ở cái trong cái cấu trúc của nó tại vị trí carbon số 4, nó có cái nitơ bậc 3. Thì cái nitơ bậc 3 này nha, nitơ bậc 3 này nó sẽ làm cho cái cấu trúc nó có tính kiềm yếu. Và tính kiềm yếu thể hiện ở chỗ là nó có khả năng tham gia phản ứng với các cái axit để tạo thành các cái dạng muối dễ tan trong nước ha. Rồi, và vị trí carbon số 4 anh chị thấy nó có gì? Nó có carbon bất đối, nó có là carbon gắn với bốn nhóm thế khác nhau nên nó là carbon bất đối, do đó nó sẽ ở dạng đồng phân quang học. Và khi nào nó ở dạng S anh chị nha, bắt buộc nó phải ở dạng S là cái dạng có tác dụng. Còn nếu mà trong môi trường mà axit loãng nó bị epimer hóa từ cái dạng S đồng phân dạng S nó chuyển sang đồng phân dạng R thì lúc này nó lại là tăng độc tính trên thận nha, đó là tính chất của cái nhóm amin. Rồi cái tiếp theo này, mấy anh chị thấy trong cấu trúc của nó có các cái nhóm OH phenol. Thì các cái nhóm OH phenol này nó sẽ có khả năng phân ly ra H cộng nên nó sẽ làm cho cái cấu trúc này nó có tính axit yếu. Do đó cái cyclin của chúng ta là một cái chất lưỡng tính, vừa có tính kiềm yếu do nitơ bậc 3, vừa có tính kiềm yếu do các cái nhóm OH phenol. Vừa có tính axit yếu do các cái nhóm OH phenol nha. Đó, đó là cái tính chất tiếp theo. Rồi tính chất tiếp theo nữa là mình nhìn chị nhìn thấy này, cấu trúc của nó có các cái nhóm enol và ceton đứng gần kề. Nó sẽ giống với lại cái quinolone, là nó sẽ gì? Enol và ceton đứng gần kề như vậy thì nó sẽ giống như cái càng cua. Và giống càng cua thì sao? Thì nó cũng có khả năng tạo phức che lát với các ion kim loại nên nó cũng sẽ gây tương tác thuốc với thức ăn, hoặc là gì? Tương tác với những cái thuốc antacid,
hoặc là tương tác với những cái nguyên tố vi lượng ha, những cái viên khoáng nha, tương tác với các cái viên khoáng, bởi vì tạo thành phức chia lát thì nó sẽ không hấp thu được ha. Do đó chúng ta sẽ thấy nè nha, cái cycling này nó có một cái tác dụng phụ rất là đặc biệt, mà anh chị nào mình biết không? Nó có một cái tác dụng phụ rất là đặc biệt, đó là gì? Cái tác dụng phụ về mặt thẩm mỹ, đúng rồi, nó gây vàng răng nha. Vì sao? Vì hai cái nhóm ceton và enol đứng gần kề này, nó sẽ tạo phức chia lát với canxi, và nó khác quinolone nha. Quinolone nó cũng tạo phức chia lát với canxi, nhưng mà quinolone nó lại không có tác dụng phụ vàng răng, là bởi vì cái khả năng phân bố của nó. Quinolone nó chỉ phân bố tập trung vào được trong xương thôi nha, nhưng mà cyclin này thì khác, nó vừa phân bố tập trung vào xương, vừa phân bố tập trung vào răng nha, và vừa có khả năng gắn vào xương, vừa có khả năng gắn vào răng. Vậy thì khi mà nó phân bố vào trong răng thì nó kết hợp với cái canxi đang có ở trong răng nha, nên nó sẽ gây ra cái tình trạng đó là vàng răng nha. Nó sẽ tạo thành cái phức chia lát, và cái phức chia lát này nó có màu vàng. Và mình lưu ý nha, cái tình trạng vàng răng này là vàng răng vĩnh viễn ha, không chỉ là trẻ em đâu, đối tượng trẻ em nó bị vàng răng đâu, người lớn mà chúng ta uống thời gian dài là chúng ta cũng sẽ bị vàng răng luôn, và vàng răng này là vĩnh viễn, mình không có sửa lại được nha. Thì nếu mà mình mà muốn, ví dụ như là mình mà muốn làm cái, nếu mà đã bị vàng răng rồi thì mình chỉ muốn che, thì mình chỉ có thể là bọc cái răng giả bên ngoài thôi, bọc các cái răng sứ bên ngoài thôi, chứ vàng răng này một khi nó đã hình thành là nó sẽ hình thành, nó sẽ giữ luôn mãi nha, giữ luôn mãi cái màu răng của chúng ta như vậy nha. Đó đó là cái tác dụng phụ ha. Và như vậy là vừa có khả năng tạo phức chia lát với canxi trong xương, vừa có khả năng tạo phức chia lát với canxi ở trong răng, nên nó cũng sẽ gây ra ngoài cái tình trạng vàng răng vĩnh viễn, thì nó cũng thể dẫn tới cái tình trạng là còi cọc kém phát triển xương ha. Rồi, đó là cái tính chất hóa học tiếp theo, đó là cái tính chất hóa học do cái nhóm enol và xenon đứng gần kề. Rồi cái tính chất hóa học tiếp theo rồi mấy chị, là thường tại cái vị trí gốc R3 của chúng ta ở đây này, thường nó sẽ là có một cái nhóm OH nha. Và những cái cyclin nào mà có nhóm OH tại vị trí R3, ví dụ này mấy chị nha, oxy này, clotetra này, tetra này, demecloxy này, hoặc là gì nữa, hoặc là rolytetracycline có nhóm OH tại R3, thì cứ bất cứ cái cyclin nào nó có OH ở R3 thì trong môi trường axit đậm đặc nha, ví dụ như axit sulfuric đậm đặc đi, thì nó sẽ bị tham gia phản ứng tách loại nước, là nó lấy OH ở R3 và cái hydro ở vị trí kế cận, nó loại đi một phân tử nước, nó sẽ tạo thành cái liên kết đôi trên cái vòng C này. Và cái dẫn chất mà có liên kết đôi trên vòng C, cái dẫn chất này người ta sẽ gọi là dẫn chất là anhydrotetracycline. Và cái dẫn chất này nó sẽ tạo ra các cái màu sắc khác nhau, mỗi cái anhydro tetracycline nó sẽ có một cái màu sắc, và chúng ta cũng có thể ứng dụng để trong định tính nha. Rồi còn vị trí carbon số 7, thì với những cái vị trí này á, thì ví dụ mình thấy này nha, nó đều là gì, nó đều là hydro, nó đều là clo, chỉ riêng cái minocycline nó có thêm một cái nhóm amin bậc 3 ở bên, giống với lại cái gì, giống với lại cái nitơ ở vị trí carbon số 4, nên là nhờ nó có thêm cái nhóm amin như vậy nè anh chị, nên là minocycline này nó có cái điểm đặc biệt hơn so với các cái cycline còn lại trong nhóm, đó là nó sẽ có tác động diệt khuẩn nha, trong khi các cái cycline khác nó chỉ có tác động kiềm khuẩn ở liều điều trị thôi, nhưng mà minocycline nó có thêm cái nitơ bậc 3, nên là gì, nó có thể, nó sẽ làm tăng cái hiệu quả, làm tăng cái khả năng gắn kết với lại cái ribosome 30S, như vậy nó sẽ ức chế luôn cái ribosome này, nên nó sẽ có tác động diệt khuẩn ở liều điều trị. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cũng riêng cái minocycline này nó có thêm một cái nitơ bậc 3, nó sẽ làm tăng tính thân dầu, nên nó sẽ có khả năng qua hàng rào máu não, trong khi các cái cycline khác thì không có. Đó đó là các cái dẫn chất của cyclin. Và ở đây cyclin người ta sẽ phân ra thành hai thế hệ mấy anh chị nha, đó là thế hệ một á nha, thì cái phổ của nó rộng, hoạt lực của nó yếu, nó thải truyền nhanh và nó có tác động ngắn tới trung bình. Còn cái thế hệ hai á thì tác động kéo dài, hấp thu gần như hoàn toàn qua ruột và hoạt tính của nó tăng mạnh nha. Thì trong thế hệ hai chúng ta chỉ có hai kháng sinh là doxycycline và minocycline thôi, còn các cái cyclin còn lại là thế hệ một. Đó đó là cái phần cấu trúc của các cái cyclin nha. Rồi. Tiếp tục nè mấy chị, trong cái cấu trúc của các cái cyclin nó có một cái nhóm đặc biệt, đó là cái tigecyclin. Tigecyclin
là tại vị trí carbon số 7 mấy anh chị nha. Xin lỗi mấy anh chị, đây là vị trí carbon số 9 nha. Tại vị trí carbon số 9 chúng ta sẽ gắn với cái nhóm glycine nha. Tại vị trí carbon số 9 chúng ta sẽ gắn với cái nhóm glycine. Và cái nhóm glycine khi chúng ta gắn vào thì nó làm mở rộng phổ kháng khuẩn của các cái cyclin. Đồng thời nó làm cho cái tigecyclin này nó tăng nhạy cảm đối với các cái vi khuẩn mà đã đề kháng với tetracycline trước đó. Do đó cái tigecyclin chúng ta sẽ dùng để thay thế cho các cái tetra mà đã bị đề kháng nha. Và ưu điểm của nó là do nó gắn thêm cái nhóm glycine vào trong cấu trúc tại vị trí nên tại vị trí carbon số 9, đó là tigecyclin. Rồi bây giờ mình đi vào cái phương pháp đó là điều chế các cái cyclin. Thì chúng ta có cái phương pháp vi sinh là chúng ta sẽ chiết xuất từ các cái chủng vi khuẩn là Streptomyces nha. Cái phương pháp thứ hai là phương pháp bán tổng hợp là từ các cái cyclin thiên nhiên. Chúng ta sẽ nhận định các cái vị trí cấu trúc của nó, chúng ta coi cái nào là nhược điểm thì chúng ta sẽ thay thế nó. Thì chúng ta sẽ có một số cái vị trí nha, chúng ta sẽ thay thế các dẫn chất bán tổng hợp, chúng ta sẽ đi từ các hợp chất thiên nhiên. Ví dụ như là clotetracycline hoặc là tetracycline, trong đó chúng ta sẽ thay đổi ở một số vị trí. Ví dụ như là vị trí số 2 thì chúng ta sẽ thay thế trên nhóm carboxamic thì chúng ta ra được cái rolytetracycline. Hoặc là ở vị trí số 6 thì khi nãy mình nói vị trí số 6 nếu nó có các cái nhóm OH thì nó trong môi trường axit đậm đặc nó sẽ dễ bị tách loại nước, đúng không anh chị? Tách loại nước tạo thành cái dẫn chất anhydrotetracycline. Như vậy thì bây giờ để tránh cái tác dụng này nha, thì người ta làm gì? Người ta loại bỏ cái nhóm hydroxy ở vị trí carbon số 6 đi nha. Loại bỏ cái nhóm hydroxy này đi thì nó sẽ không có, như vậy nó sẽ bền hơn trong môi trường axit đậm đặc. Hoặc là chúng ta gắn với một cái gốc metin chẳng hạn như là minocycline hoặc là doxycycline thì nó sẽ bền hơn trong môi trường axit đậm đặc. Và gì nữa? Và chúng ta bỏ đi cái nhóm hydroxy, bỏ bớt một nhóm hydroxy thì cấu trúc của nó sẽ bỏ bớt, cấu trúc của nó sẽ bớt phân cực hơn nha. Bớt phân cực hơn thì nó sẽ hấp thu tốt hơn nha, hấp thu tốt hơn. Đó, đó là cái vị trí số 6. Vị trí số 7 á nha, thì người ta thông thường ví dụ như là cái clotetracycline là cái kháng sinh đầu tiên được tìm ra trong nhóm á, thì vị trí số 7 nó gắn halogen. Nhưng mà người ta nhận thấy trong quá trình tác dụng á nha, thì cái nguyên tử halogen này nó không làm tăng cái khả năng tác dụng cho cái kháng sinh, mà cái halogen này nha, nó lại còn làm giảm cái lực hút với thụ thể. Và khi mà nó làm giảm cái lực hút với thụ thể thì nó sẽ làm cái cyclin của chúng ta nó giảm tác dụng. Do đó người ta sẽ các cái cyclin bán tổng hợp để chúng ta sẽ loại bỏ cái nhóm halogen này đi nha. Vị trí số 7 loại bỏ cái nhóm halogen này đi, để lại là cái nguyên tử hydro thôi. Hoặc là chúng ta có thể amin hóa nó, như ví dụ như là cái minocycline amin hóa bằng cách gắn thêm vào đó một cái nhóm nitơ bậc 3 nha. Và khi gắn thêm nhóm nitơ bậc 3 thì làm cho cái mino này nó tăng khả năng tác dụng nè. Rồi nó làm gì nữa? Nó tăng khả năng, nó làm tăng cái tính thân dầu nên nó hấp thu tốt hơn. Đó, đó là cái vị trí số 7. Còn vị trí số 9 nha, là chúng ta làm gì? Chúng ta tạo ra cái tigecycline đó mấy chị, bằng cách là chúng ta amin hóa, sau đó chúng ta sẽ gắn với lại cái nhân dây nhánh là cái glycine thì tạo ra cái tigecycline, thì phổ kháng khuẩn của nó mở rộng hơn và nó tăng sự nhạy cảm, nên là chúng ta có thể sử dụng trong những cái trường hợp mà vi khuẩn đã bị đề kháng với các cái tetra khác. Đó là cái phương pháp bán tổng hợp nha. Rồi còn cái phương pháp tổng hợp toàn phần thì chúng ta có thể tổng hợp từ cái axit benzoic, nhưng mà cái cách tổng hợp toàn phần như vậy nó rất phức tạp nên chị nha. Từ một vòng mà chúng ta ngưng tụ cho nó lên thành bốn vòng như vậy, cái cách này nó làm phức tạp lắm và nó phải trải qua quá nhiều giai đoạn và nó tạo ra rất nhiều sản phẩm trung gian, nên là cái phương pháp này người ta ít dùng nha. Bởi vì chúng ta dùng thì nó cũng sẽ làm tăng cái giá thành của thuốc lên ha. Rồi bây giờ mình đi vào phần liên quan cấu trúc tác dụng nha. Liên quan cấu trúc tác dụng thì khi nãy mình nói rồi nha, cái carbon số 4 nó có, nó và carbon bất đối nên nó có đồng phân quang học. Và chúng ta lưu ý nó phải sử dụng ở cái dạng 4S nha. Nó phải sử dụng ở cái dạng đồng phân 4S ha. Là cái dạng là gì? Là khi chúng ta chiếu cái chùm ánh sáng phân cực vào thì mình chỉ sẽ thấy là nó sẽ quay theo cùng chiều kim đồng hồ đó. Còn nếu mà chúng ta epimer hóa chuyển thành 4R là nó quay ngược chiều kim đồng hồ, thì lúc này nó sẽ làm tăng độc tính trên thận nha. Các cái nitơ của chúng ta này, nitơ của chúng ta nó sẽ giúp làm tăng tính thân dầu, nó làm cho cấu trúc của chúng ta dễ thấm qua màng tế bào nên nó sẽ làm tăng hoạt tính kháng khuẩn. Do đó cái mino của chúng ta nó có thêm một cái nitơ bậc 3 giống với lại vị trí số 4 này thì cái khả năng kháng khuẩn của nó tốt hơn so với các cái cyclin khác.
Và amino cũng là cái chất duy nhất trong này mà nó có khả năng đó là diệt khuẩn và nó qua được hàng rào bó não, trong khi các cái citrulline khác không có nha. Rồi tiếp tục là gì? Tiếp tục là đây ha, cái vị trí mà vòng A với vòng B của chúng ta nha, thì thông thường đây là cái vị trí mà nó sẽ gắn với các cái receptor, và vòng A vòng B của chúng ta nó phải ở cái dạng là dạng switch thì nó mới tăng hoạt tính kháng khuẩn, còn nó chuyển thành cái vòng trăng á, là vòng B này ở phía trên này mấy chị, thì lúc này nó sẽ giảm hoạt tính nha, nó không còn, nó giảm khả năng gắn kết, nó sẽ làm giảm hoạt tính. Còn nếu như nó tạo thành cái phức chia lát thì cái phức chia lát này nó sẽ làm cho cấu trúc trở nên cồng kềnh, không hấp thu được thì nó sẽ không có tác dụng nha, không hấp thu được không có tác dụng ha. Rồi còn nếu mà gắn vào đây những cái gốc ăn kim cồng kềnh thì nó cũng sẽ làm mất tác dụng luôn nha, gắn ăn kim cồng kềnh thì nó cũng sẽ làm giảm hoạt tính đó. Đó là cái phần liên quan cấu trúc tác dụng. Rồi bây giờ mình qua phần tiếp theo là tính chất. Tính chất thì về tính chất vật lý thì các cái cyclin của chúng ta nó có màu vàng, và màu vàng của nó là từ vàng nhạt cho tới vàng sậm nha, phụ thuộc vào số lượng nhóm OH và số liên kết đơn có ở trong cấu trúc ha. Cái màu sắc của nó từ vàng nhạt cho tới vàng đậm tùy thuộc vào cái số lượng nhóm OH và số liên kết đơn có trong cấu trúc, mà mỗi cái cycline nó có một cái màu vàng khác nhau nha. Và nó tương tự là nó cũng có hai dạng là dạng bazơ thì nó ít tan trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ, dạng muối thì ngược lại tan nhiều trong nước, nên các cái sáng sinh nhóm cycling của chúng ta đều sử dụng ở dạng muối nha, để nó tan nhiều trong nước thì chúng ta dễ uống hơn. Rồi tính chất hóa học ha, thì cái những cái này khi nãy mình đã nói rồi, đó là gì? Cấu trúc bốn vòng ngưng tụ với nhau cứng nhắc cồng kềnh, còn đây là gì? Cứng nhắc cồng kềnh có nối đuôi liên hợp, có khả năng phát hình quang. Cái thứ hai là nó có cái nhóm amin bậc ba thì nó có tính kiềm thể hiện ở chỗ nó có khả năng là tan trong axit bởi vì nó tạo muối ha. Rồi gì nữa, tính axit là nhờ các cái nhóm OH phenol nha, thì nó tính axit thì nó tan trong kiềm. Rồi nó có gì nữa, nó có cái nitơ thì nó có nitơ bậc ba thì nó làm cho cấu trúc này giống với cái alkaloid, nên nó có khả năng tham gia phản ứng với cái axit picric ha, hoặc là gì, hoặc là cái phản ứng dựa trên cái nhóm OH phenol. Ví dụ như OH phenol thì chúng ta có thể phát hiện bằng cái phản ứng đó là tạo phức với sắt ba này, hoặc là gì, hoặc là những cái nhóm enol và ceton đứng gần kề thì nó tham gia tạo phức chia lát với các cái kim loại nặng không tan, và nó sẽ tạo ra các cái chất có màu ha. Rồi hoặc là nếu như xúc tác bởi nhiệt độ và ánh sáng thì nó sẽ tạo ra được cái đồng phân là epimer, thì 4s sang 4r thì nó làm tăng độc tính trên thận đó. Đó là cái tính chất hóa học nha. Rồi thì đây đây là một số cái phản ứng mà khi nãy mình nói đây mình chị, là đầu tiên này, nếu nó có OH tại vị trí R3 nha, tại vị trí carbon số 6, nếu nó có nhóm OH thì trong môi trường axit đậm đặc nó sẽ lấy cái OH ở đây và cái hydro ở đây, nó sẽ tạo ra một cái liên kết đôi, nó tạo ra cái dẫn chất anhydro tetraxylin, và mỗi cái anhydro tetraxylin nó sẽ có một màu. Còn trong môi trường axit yếu nha, thì cái dạng đồng phân 4s của chúng ta nó sẽ bị epimer hóa chuyển thành đồng phân 4r, tăng độc tính trên thận. Đó là tính chất đầu tiên. Tính chất thứ hai là gì? Là trong môi trường kiềm với mấy chị, thì cái OH của chúng ta này mấy chị nó sẽ gắn kết vào trong cái vị trí carbon số 11, và khi nó gắn vào trong cái vị trí carbon số 11 nó tạo thành cái ete nội phân tử thì nó sẽ làm mở cái vòng C nha. Nó mở cái vòng C nó tạo thành cái dạng là isotetraxylin. Đó là trong môi trường kiềm. Và cái isotetraxylin này nó có tính oxy hóa khử nên chúng ta có thể ứng dụng để tham gia các cái phản ứng oxy hóa khử nha. Rồi cái tiếp theo là gì? Là nó có khả năng là gì? Nhóm enol và ceton đứng gần kề nên nó sẽ tham gia phản ứng tạo phức chia lát với các ion kim loại, và mỗi cái phức chia lát nó sẽ có một cái màu sắc khác nhau. Như vậy trong phần kiểm nghiệm nha, thì để định tính nó chúng ta có thể sử dụng phổ phổ IA, phổ UV, hoặc là chúng ta sử dụng các cái phản ứng màu mà như khi nãy mình nói, ví dụ như là phản ứng màu với axit sulfuric đậm đặc ha. Rồi gì nữa, phản ứng tạo phức chia lát với ion kim loại thì mình chỉ thấy này, cái tạo phức chia lát với ion kim loại là nó sẽ phản ứng trên nhóm enol và ceton đứng gần kề, mà cycline nào thì cái nhóm enol và ceton đứng gần kề nó cũng giống nhau hết, nên là khi nó tham gia phản ứng chia lát với kim loại thì nó sẽ cho ra cùng một màu sắc, do đó cái phản ứng này là phản ứng định tính chung nha. Rồi cái phản ứng thứ hai là cái phản ứng mà oxy hóa khử trong môi trường kiềm, nó sẽ mở vòng tại vị trí ceton số 11, thì cái cycline nào nó cũng có ceton số 11 hết trơn á, nên là cái nào nó cũng sẽ mở vòng, nó tạo thành cái dạng iso nha. Do đó nó đều có khả năng tham gia phản ứng oxy hóa. Do đó cái phản ứng oxy hóa này cũng là phản ứng định tính chung nha. Nhưng mà cái phản ứng màu với axit sulfuric đậm đặc
thì không phải là Sigelin nào đó cũng có nhóm OH ở vị trí carbon số 6, đúng không anh chị? Chưa kể là nó còn ảnh hưởng bởi các cái gốc R, nên là các cái Sigelin khác nhau khi tham gia phản ứng với axit sulfuric đậm đặc, nó sẽ tạo ra các cái màu sắc khác nhau, chúng ta sẽ dùng nó để phân biệt các cái Sigelin. À, rồi phản ứng phát sinh quang thì nó cũng là gì? Nó cũng có sự ảnh hưởng bởi các cái gốc R, nên mỗi cái Sigelin nó cũng có một cường độ phát sinh quang khác nhau. Do đó phản ứng màu với axit sulfuric đậm đặc và phản ứng phát sinh quang là những cái phản ứng định tính phân biệt. À, rồi còn kiểm tinh khiết thì chúng ta sẽ kiểm cái gì? Kiểm một số cái tạp chất liên quan, cái này thì hầu như là cái thuốc nào cũng có. Còn định lượng mình thấy nó có gì đây? Nó có nitơ đây. Định lượng mình thấy nó có nitơ 3. Nitơ 3 nó làm cho cấu trúc có tính kiềm yếu, thì chúng ta sẽ định lượng bằng phương pháp là gì? Môi trường khang. Dựa vào tính kiềm của cấu trúc thì chất dẫn độ của chúng ta sẽ là một cái axit mạnh là axit benzoic, và cái dung môi của chúng ta là gì? Dung môi của chúng ta là axit acetic băng, chỉ thì đi kèm là tiến sinh thể. Đó, đó là cái kiểm nghiệm. Rồi bây giờ mình đi vào phần cơ chế tác dụng nha. Cơ chế tác dụng của nó tác động trên 30S ha. Rồi, và cơ chế của nó là cái Sigelin của chúng ta nó sẽ đi tới, nó kết dính chuyên biệt và nó kết dính vào những cái vị trí chuyên biệt trên thụ thể 30S của ribosome. Và khi nó kết dính vào những vị trí chuyên biệt như vậy thì nó sẽ ngăn cản ARN vận chuyển kết hợp với ARN thông tin. Và khi ARN vận chuyển không kết hợp với ARN thông tin thì nó sẽ không phóng thích ra được các cái axit amin nha. Axit amin không được phóng thích thì nó sẽ không tổng hợp được protein. Đó là cái cơ đó là một cái đó là cơ chế. Và hiện nay cái cơ chế mới mà người ta nhận thấy á, là gì mình chỉ biết không? Là trong quá trình phiên mã mà tổng hợp ra protein thì cần có sự xúc tác của ion magie 2 cộng. À, thì cái ion magie 2 cộng này nó sẽ xúc tác, nó hoạt hóa các cái enzyme cần thiết cho quá trình phiên mã. Thì Sigelin của chúng ta nó làm gì? Nó tạo bức chelate với ion magie 2 cộng, nên nó sẽ ức chế các cái enzyme trong nội tế bào, à, trong nội tế bào vi khuẩn, dẫn tới là vi khuẩn nó sẽ không tổng hợp được protein. Đó là cái cơ chế của cái Sigelin, à, cơ chế tác động. Rồi còn cơ chế đề kháng á nha, thì vi khuẩn nó sẽ đề kháng bằng cách nó thay đổi tính thấm của màng tế bào, dẫn tới kháng sinh không đi qua được. Và gì nữa, nó tạo ra các cái bơm ngược, lỡ cái kháng sinh nào đi vào rồi thì nó sẽ theo cái bơm ngược này nó đẩy ra ngoài. Đó, đó chính là cái cơ chế đề kháng ha. Rồi về dược động học á, à, thì khi nãy mình nói nó có hai thế hệ mà, thì cái thế hệ một á nha, thì nó sẽ hấp thu, cái sự hấp thu của nó phụ thuộc vào thức ăn nên chúng ta uống tránh xa bữa ăn. Còn cái thế hệ hai á nha, thì cái khả năng hấp thu của nó rất là tốt, hấp thu gần như là gì 100% qua đường tiêu hóa, nên là chúng ta không cần, chúng ta có thể sử dụng lúc nào cũng được nha, nhưng mà tốt nhất là chúng ta cũng nên dùng cách xa với bữa ăn, chứ không mất công nó lại tạo phức với các cái ion kim loại, thì như vậy nó sẽ làm giảm hấp thu nha. Rồi tiếp tục là gì nha. Còn ví dụ như là trong trường hợp á nha, mà trong trường hợp là pH kiềm hoặc là gì có các ion kim loại thì nó sẽ làm giảm hấp thu các cái Sigelin ha. Còn nếu như mà trong môi trong ruột của chúng ta mà có các cái phốt phát thì phốt phát này nó sẽ làm tủa các cái kim loại hóa trị 2 và hóa trị 3, như vậy nó sẽ làm tăng hấp thu của các Sigelin nha. Rồi và Sigelin nó sẽ tích lũy nhiều trong cái gì, trong nội mô này, lát tủy xương này, tích lũy trong ngà răng này, men răng này nha. Do đó thì nó mới có khả năng, đó là gì, nó mới có khả năng là gây vàng răng ha. Rồi và thuốc này chủ yếu đào thải qua nước tiểu ha, nên là người suy thận thì thuốc nó sẽ tích lũy lâu nha. Còn chỉ có cái minocycline thì minocycline thì nó sẽ thải trường chủ yếu qua mật thôi, còn các cái cycline khác thì nó sẽ thải trường chủ yếu qua nước tiểu. Rồi và cái cycline này mấy chị, cái phổ của nó nha là cái kháng sinh mà nó có phổ gần như là rộng nhất trong tất cả các kháng sinh á. Hôm bữa mình học mình thấy cái nhóm beta beta lactam phổ rộng đúng không mấy chị, tác động được trên cả gram âm, tác động được trên cả gram dương đúng không, nhưng mà so ra với phổ của Sigelin nó chưa bằng nha. Sigelin này tác động được từ gram âm cho tới gram dương, cho tới các cái mầm nội bào, cho tới các cái vi khuẩn Yersinia, tác động được hết. Phổ kháng khuẩn của nó rất rộng nha, và vì phổ kháng khuẩn của nó rất rộng như vậy nên là nó nhanh bị đề kháng. Thì hiện nay cái nhóm này người ta cũng ít sử dụng rồi nha. Hiện nay cái nhóm Sigelin này người ta ít sử dụng bởi vì là cái tỷ lệ đề kháng của nó trong thực tế quá cao. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là nó còn gây ra một cái tác dụng phụ về mặt thẩm mỹ giúp em ha. Mà đó anh chị, đó là gì, nó gây vàng răng á, nên là người ta ít sử dụng cái nhóm này nha. Rồi thì hiện nay cái nhóm này nó còn sử dụng trong một cái trường hợp thôi, ví dụ như là gì,
Ví dụ như là sử dụng để làm kháng sinh điều trị tiêu chảy do du lịch. Và thường là người ta sẽ sử dụng cái doxycycline bởi vì phổi của nó rộng quá, nó tác động được trên quá nhiều. Mà những cái trường hợp mà khi chúng ta đi du lịch, chúng ta đi tới một cái vùng mới, thì tại cái vùng này thì cái hệ vi khuẩn của nó khác, hệ vi khuẩn trong đất, trong nước ha, rồi trong thức ăn nó khác. Như vậy là chúng ta rất là dễ bị nhiễm các cái mầm vi khuẩn lạ. Và khi mà nhiễm quá nhiều cái mầm vi khuẩn lạ trong đường ruột thì nó gây ra tiêu chảy. Thì bây giờ chúng ta muốn làm giảm cái tình trạng tiêu chảy này thì chúng ta phải tiêu diệt hết những cái vi khuẩn đó. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái kháng sinh phổ rộng, đó chính là cái doxycycline. À, nó chỉ định trong trường hợp là điều trị tiêu chảy do du lịch. Và ngoài ra thì cái nhóm này nó còn một cái ưu điểm nữa là nó tác động đặc biệt với mụn trứng cá. Nên mình chỉ thấy là với những cái trường hợp mà điều trị mụn á, thì thường là người ta sẽ sử dụng thêm cái tetracycline hoặc là doxycycline ở trong cái phác đồ điều trị của nó. À, rồi. Còn ngoài ra thì nó có thể phối hợp với lại cái amidoxicillin trong điều trị bệnh dịch hạch nha. Đó đó là cái cycline. À, rồi và cái cycline này nó cũng có thể sử dụng trong những cái trường hợp mà điều trị chẳng hạn như là sử dụng trong cái điều trị HP mấy anh chị nha, nhưng mà nó đề kháng cao quá nên người ta ít dùng ha. Rồi tác dụng phụ của nó nha là gì? Nó là có khả năng là tác động phổ của nó tác động trên nhiều phổ của nó rộng quá nên nó có thể dẫn tới cái tác dụng phụ là rối loạn vi khuẩn, rối loạn hệ vi khuẩn đường ruột nha, bởi vì nó làm tiêu diệt hết các cái vi khuẩn có trong ruột, chỉ trừ một con thôi là con Clostridium difficile thì con này nó lại tiêu diệt không được. Và khi các cái vi khuẩn khác nó đã bị tiêu diệt rồi thì cái con này nó làm tăng sinh số lượng, thì nó có thể gây ra tình trạng viêm ruột kết màng giả. Tác dụng phụ này giống với kháng sinh nào? Tác dụng phụ này giống với kháng sinh nào mình đã học trong tuần trước? Đâu có đâu, quinolone đâu gây viêm ruột kết màng giả, aminoxid thì đâu cũng đâu gây viêm ruột kết màng giả đâu. Đúng rồi, lincosamide nha, nó giống với cái kháng sinh lincosamide mà mình đã học ở tuần trước á ha. Rồi còn ví dụ như là ngoài ra thì nó có cái minoxidil, thì cái này nó qua hàng rào máu não nhiều nên là nó có thể gây ra những cái tác dụng phụ trên tiền đình, ví dụ như là chóng mặt, buồn nôn. Trên da thì nó cũng làm da tăng nhạy cảm với ánh sáng và nó cũng gây ra những cái trường hợp đó là viêm da, dị ứng da và những cái tổn thương da nặng. Nên chúng ta cũng phải nhắc nhở bệnh nhân, nó giống như là quinolone đó, thì chúng ta cũng phải nhắc nhở bệnh nhân đó là hạn chế tiếp xúc với ánh sáng. Vậy thì cái nhóm kháng sinh mà nó là tác dụng phụ trên da, nó làm da tăng nhạy cảm với ánh sáng đó chị, nó có 3 nhóm nha, là cái quinolone mà mình vừa mới học, cái thứ hai là cái cycline và cái thứ ba là cái nhóm sulfamide mà tí nữa mình học nha. Đó, nó có ba cái nhóm này là tác dụng phụ trên da nên mình phải lưu ý là dặn dò bệnh nhân là hạn chế tiếp xúc ánh sáng. Còn trên xương răng thì nó tạo phức với canxi có ở trong xương và trong răng, như vậy nó làm chậm phát triển, làm đổi màu hư men răng, là cái màu đây này mình chị, đây là cái màu mà của cái tình trạng đó là men răng bị hư trong cái tác dụng phụ của cycline mà nó gây ra cái tình trạng này là tình trạng vĩnh viễn ha. Rồi như vậy chống chỉ định của cái nhóm này là chúng ta không sử dụng cho trẻ dưới 8 tuổi nha, bởi vì nó ảnh hưởng tới sự phát triển xương của trẻ em và ảnh hưởng tới răng ha. Còn với cái quinolone là vì nó vừa ảnh hưởng tới xương vừa ảnh hưởng tới sụn nên chúng ta mới không dùng cho trẻ dưới 16 tuổi ha. Rồi cái này nó cũng không dùng với phụ nữ có thai đang cho con bú hoặc là những cái bệnh nhân suy giảm chức năng gan thận nha. Tương tác thuốc có cái cấu trúc enoxetol đứng gần kề thì nó sẽ tương tác với các cái chế phẩm chứa sữa, chứa sắt, tương tác với các cái thuốc antacid ha. Rồi và ví dụ như những cái thuốc mà nó làm tăng cảm ứng men gan á nha, thì nó sẽ làm tăng chuyển hóa của cycline, tại vì cycline nó chuyển hóa tại gan nên là những thuốc nào làm tăng cảm ứng men gan, tăng chuyển hóa cycline thì thuốc đó làm cho cycline của chúng ta nhanh mất tác dụng. Rồi bây giờ cái kháng sinh đầu tiên là tetracycline. Rồi thì tetracycline nè mấy chị nha, tính chất của nó sẽ giống với tính chất chung của nhóm nha, tính chất của nó giống tính chất chung. Và trong này nó gì, nó có quá nhiều nhóm enol và ceton, nó có quá nhiều nhóm OH, do đó cấu trúc của nó phân cực và nó hấp thu kém qua màng tế bào. Nên ở đây thì cái cycline thường là chúng ta sẽ sử dụng ở cái dạng muối nha mấy chị, thường là tetracycline nói như vậy nhưng mà chúng ta cũng sử dụng ở dạng muối cho nó dễ tan ha.
Và lúc trước thì người ta còn sử dụng ở gì? Sử dụng trong điều trị HP. Nhưng mà hiện nay người ta không dùng nữa bởi vì nó đã bị đề kháng quá mạnh rồi nha. Chỉ định thì giống như chỉ định chung của nhóm. Doxycycline thì nó có ưu điểm hơn. Ưu điểm hơn ở chỗ là tại vị trí carbon số 6 này, những chỗ này chúng ta thấy nó không còn nhóm OH nữa. Nên là cái cấu trúc này nó sẽ bền hơn trong môi trường axit. Thời gian mang thải của nó dài hơn, tác dụng của nó tốt hơn nha. Khả năng hấp thu của nó cũng gần như trọn vẹn tại tại ruột 95%, ít bị ảnh hưởng bởi các cái thức ăn và các cái chế phẩm khác nha. Và ở đây thì với doxycycline thì hiện nay á, chúng ta chỉ cần sử dụng trong cái chỉ định đó là điều trị tiêu chảy do du lịch ha. Minocycline thì nó có ưu điểm hơn là gì? Nó có hai cái nhóm amin ở vị trí số 1 và vị trí số 4 và vị trí số 7. Nên là gì? Nên là cái cấu trúc của nó thì nó còn bớt được cái gì? Nó còn giảm bớt được cái nhóm OH và cái nhóm metin ở vị trí carbon số 6. Nên cấu trúc của nó ít phân cực hơn, thân giàu hơn, do đó nó qua được hàng rào máu não nha. Qua được hàng rào máu não và nó cũng là cái kháng sinh duy nhất trong nhóm mà có tác động diệt khuẩn nha. Kháng sinh duy nhất trong nhóm có tác động diệt khuẩn. Đó đó là cái kháng sinh nhóm cyclin. Rồi mình rõ cái nhóm này chưa anh chị? Rồi bây giờ mình đi vào cái nhóm tiếp theo ha. Rồi cái tiếp theo bây giờ mình đi vào sulfamic kháng khuẩn ha.